chẳng tán loạn là tướng chín định thứ đệ có thể xa lìa là tướng 37 pháp bồ đề phần như la như thật giác ngộ chúng là vô tướng hay xa lìa là tướng pháp môn giải thoát không không chấp thủ là tướng pháp môn giải thoát vô tướng nhàm chán các khổ là tướng pháp môn giải thoát vô nguyện như la như thật giác ngộ chúng là vô tướng bao gồm quả vị thanh tịnh là tướng của ba thừa mười địa hướng đến quả đại giác là tướng mười địa bồ tát như la như thật giác ngộ chúng là vô tướng hay quán chiếu là tướng năm loại mắt không trì trệ ngăn ngại là tướng sáu phép thần thông như la như thật giác ngộ chúng là vô tướng khó khuất phục là tướng mười lực như lai không khiếp sợ là tướng bốn điều không sợ không đã tuyệt là tướng bốn sự hiểu biết thông suốt, đem lại lợi lạc là tướng đại từ, cứu khổ là tướng đại bi, vui mừng với các việc thiện là tướng đại hỷ, bỏ việc ồn ào phức tạp là tướng đại xả không gì có thể đoạt, là tướng 18 pháp Phật bất cộng, như la như thật giác ngộ chúng là vô tướng. Hay trang sức là tướng của tướng hảo, hay nhớ nghĩ là tướng của pháp không quên mất, không chấp trước là tướng của tánh luôn luôn xả như la như thật giác ngộ chúng là vô tướng giữ gìn khắp là tướng tất cả pháp môn đà la ni hộ chỉ các thọ là tướng tất cả pháp môn tam ma địa như la như thật giác ngộ chúng là vô tướng thọ giáo hoàn toàn là tướng quả thanh văn thừa tự khai ngộ là tướng độc giác bồ đề hướng đến đại quả là tướng bồ tát hạnh đủ đại dụng là tướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Như lai như thật giác ngộ chúng là vô tướng. Hiện chánh đẳng giác là tướng trí nhất thiết, thông đạt hoàn toàn, là tướng trí đạo tướng, hiện tất cả sự giác tri khác nhau, là tướng trí nhất thiết tướng. Như lai như thật giác ngộ chúng là vô tướng thiên tử nên biết đối với tất cả pháp tướng này, tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều có thể như thật giác chi, là vô tướng, do đó ta nói chư Phật chứng được trí vô ngại không ai có thể sánh bằng. Bây giờ Phật dạy cụ thọ thiện hiện. Bát nhã ba la mật đa thâm sâu là mẹ chư Phật, thường chỉ rõ thật tướng các pháp thế gian, thế nên như lai ứng tránh đẳng giác dựa vào pháp mà an trụ cúng dường cung kính tôn trọng lợi khen lãnh thọ và hộ trì giáo pháp mà ngài đã chứng pháp ấy chính là bát nhã ba la mật đa thâm sâu tất cả như lai ứng tránh đẳng giác không thể không dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu này cúng dường cung kính tôn trọng lợi khen lãnh thọ và hộ trì vì sao vì bát nhã ba la mật đa thâm sâu thường sanh ra chư phật thường làm chỗ nương tựa cho chư phật thường chỉ rõ thật tướng các pháp thế gian. Thiện hiện nên biết tất cả như lai ứng tránh đẳng giác là bậc biết ơn và thường báo ơn. Nếu có người hỏi, ai là người biết ơn và báo ơn được, nên thẳng thắn đáp, Phật là bậc biết ơn và báo ơn. Vì sao? Vì trong thế gian, tất cả những người biết ơn và báo ơn không ai hơn Phật. Cụ thọ thiện hiện liền bạch Phật như lai ứng tránh đẳng giác biết ơn và báo ơn như thế nào? Phật dạy, thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đi xe như vậy, đi trên con đường như vậy, để đến quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề. Đạt được quả bồ đề rồi trong tất cả các thời, đều phải cúng dường, cung kính, tôn trọng ngợi khen, lãnh thọ hộ trì xe này, đường này, không hề tạm rời xe này, đường này nên biết xe ấy đường ấy chính là bát nhã ba la mật đa thâm sâu đó gọi là như lai ứng tránh đẳng giác biết ơn và báo ơn lại nữa thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu đối với các pháp hữu tướng hoặc vô tướng đều giác tri một cách hoàn toàn không thật có tác dụng vì tác giả vô sở hữu tất cả như lai ứng tránh đẳng giác hoàn toàn đều dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu đối với các pháp hữu tướng hoặc vô tướng đều giác ngộ hoàn toàn không thấy có gì thành tựu vì các hình chất đều bất khả đắc thiện hiện nên biết vì chư như lai ứng tránh đẳng giác biết dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu này có thể hiện đẳng giác đối với pháp vô tướng hữu tướng đều không tác dụng và không thành tựu trong các thời thường cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen lãnh thọ và hộ trì chưa từng gián đoạn thế nên gọi là biết ơn và báo ơn một cách chân thật lại nữa thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác hoàn toàn đều dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Đối với các pháp không tạo tác, không thành tựu và không có nhân duyên nào chuyển thành vô sanh trí, lại thường biết được đây không có nhân duyên nào chuyển. Vì thế nên biết bát nhã ba la mật đa thâm sâu thường sanh ra như lai ứng tránh đẳng giác, cũng thường chỉ bày thật tướng các pháp thế gian cụ thọ thiện hiện liền bạch Phật, Đức Như Lai thường dạy, tất cả pháp tánh không sanh, không khởi, không thấy, không biết, làm sao có thể nói bát nhã ba la mật đa thâm sâu, thường sanh ra chư Phật và là mẹ chư Phật, cũng hay chỉ bày thật tướng các pháp thế gian. Phật dạy, thiện hiện đúng vậy, đúng vậy, đúng như điều ông nói. Tất cả pháp tánh không sanh, không khỏi, không thấy, không biết. Vì nương vào thế tục mà nói bát nhã ba la mật đa thâm sâu, hay sanh ra chư Phật và là mẹ chư Phật, cũng thường chỉ rõ thật tướng thế gian. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật vì sao các pháp không sanh, không khỏi, không thấy, không biết? Phật dạy, thiện hiện vì tất cả pháp hoàn toàn không có sở hữu, không tự tại, giả tạo, chẳng bàn nên tất cả pháp không sanh, không khỏi, không thấy, không biết. Lại nữa, thiện hiện, tất cả pháp tánh không có chỗ y chỉ, không chỗ trói buộc do yếu tố này, nên không sanh, không khỏi, không thấy, không biết. Thiện hiện nên biết bát nhã ba la mật đa thâm sâu, tuy sanh ra chư Phật, và chỉ rõ tướng thế gian nhưng không có chỗ xanh, cũng không có sự chỉ bày thiện hiện nên biết bát nhã ba la mật đa thâm sâu không thấy sắc nên gọi là chỉ rõ tướng của sắc không thấy thọ tưởng hành thức nên gọi là chỉ bày tướng của thọ tưởng hành thức cho đến không thấy trí nhất thiết nên gọi là chỉ bày tướng của trí nhất thiết không thấy trí đạo tướng trí nhất thiết tướng nên gọi là chỉ rõ tướng của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thiện hiện nên biết do nghĩa này nên bát nhã ba la mật đa thâm sâu thường chỉ bày thật tướng các pháp thế gian có thể sanh chư phật nên gọi là mẹ chư phật cụ thọ thiện hiện lại bạch phật vì sao bát nhã ba la mật đa thâm sâu này chẳng thấy sắc nên gọi là chỉ bày tướng của sắc không thấy thọ tưởng hành thức nên gọi là chỉ bày tướng của thọ tưởng hành thức nói rộng cho đến không thấy trí nhất thiết nên gọi là chỉ bày tướng của trí nhất thiết không thấy trí đạo tướng trí nhất thiết tướng nên gọi là chỉ bảy tướng của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Phật dạy thiện hiện bát nhã ba la mật đa thâm sâu chẳng duyên sắc mà sanh ra từ thức. Đó là không thấy sắc mà gọi là chỉ bày tướng của sắc Nói rộng cho đến vì chẳng duyên với trí nhất thiết tướng mà sanh ra từ thức Đó là không thấy trí nhất thiết tướng nên gọi là chỉ bày tướng của trí nhất thiết tướng thiện hiện nên biết do nghĩa này mà nói bát nhã ba la mật đa thâm sâu thường chỉ rõ thật tướng các pháp thế gian thường sanh ra chư phật nên gọi là mẹ chư phật lại nữa thiện hiện bát nhã ba la mật đa thâm sâu thường bị chư phật mà hiện rõ cái không của thế gian nên gọi là mẹ chư phật thường chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư phật cụ thọ thiện hiện liền bạch phật bát nhã ba la mật đa có thể giúp cho chư phật biểu hiện thế gian là không như thế nào phật dạy thiện hiện bát nhã ba la mật đa thẫm sâu thường vì chư phật <laughs>